trình Đỗ Thanh Sơn. Thưa quý vị, Miss Việt Nam Beauty International Pageant khép lại một trang nhật ký tuyệt vời trong lòng thương mến của tất cả quý khán thính giả và các thí sinh từ khắp mọi miền đất nước về đây. Bên cạnh Đỗ Thanh là Hoa hậu phu nhân Thanh Hương, người đoàn chiếc phương niệm mà làm cho tất cả quý khán thính giả đã dành ra pháo tay nồng nhiệt chào đón từ Colorado Denver về đây. Đỗ Thanh xin được mến chào Hoa hậu phu nhân Thanh Hương. Dạ, Thanh Hương xin kính chào tất cả các quý vị và xin kính chào anh Đỗ Thanh. Vâng, cảm nhận của em ra sao khi ngày hôm nay cùng với rất đông quý độc hương cùng về đây trong đêm đăng quang Hoa hậu? Dạ, đến ngày em bay cả ngàn dặm để về đây từ Colorado để dự cái lễ là lễ đăng quang Hoa hậu. Thì thật sự rất là vinh dự cho em được đứng nơi đây và nhất là được đứng đây nói chuyện với anh Đỗ Thanh. Một cảm xúc rất là hạnh phúc và em không biết chia sẻ như thế nào đến tất cả các quý vị. Và em xin cảm ơn anh đã cho em có cơ hội này. Cảm ơn trưởng ban tổ chức là Hoa hậu đương kim Christine Thảo Lâm. Cùng với đêm đăng quang hôm nay sẽ là đêm để có nhiều ấn tượng với tất cả mọi người, đặc biệt là các cô hoa hậu từ khắp mọi miền đất nước. Anh mến chúc em sẽ luôn thành công trên con đường sắc đẹp và đem cái lòng thương mến để trang trải trong các công tác từ thiện do chính Hoa hậu Thảo Lâm tổ chức. Thưa quý khán thính giả, theo ống kính của anh Minh thì quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay là đăng quang Hoa hậu tại miền Nam California cùng với trung tâm Đỗ Thanh trong thời gian vừa qua, và đặc biệt DVD sẽ được đồng loạt phát hành khắp mọi nơi. Á hậu 1 là Hoàng Hải My, một tiếng hát thân quen trên sân khấu của Đỗ Thanh cũng hiện diện trong ngày hôm nay. Đỗ Thanh xin được mến chào Hoàng Hải My. Dạ, em xin chào anh và xin chào tất cả các khán giả đang xem. Cảm nhận của em ra sao khi là một người ca sĩ được quý vị đón nhận rất nồng nhiệt? Hôm nay lại là Á hậu 1 của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty International Pageant. Cái cảm giác của em từ trước tới giờ là khi là một cái ca sĩ của trung tâm Đỗ Thanh Entertainment thì Hoàng Hải My luôn hát và cống hiến hết mình tất cả cho nghệ thuật và cho trên đường sự nghiệp ca hát. Và ngày hôm nay được vinh dự đạt thêm một cái danh hiệu mới, đó là Á hậu 1 của Miss Việt Nam Beauty International, thì cái cảm giác của Hải My là càng hạnh phúc và càng vinh dự hơn. Và Hải My xin hứa sẽ đóng góp hơn nữa về cái trong lĩnh vực ca nhạc và một cái lĩnh vực nữa là danh hiệu Á hậu, và Hải My xin hứa là sẽ làm hết tất cả các sức mình để cho tốt cái công việc từ thiện để xứng đáng là Á hậu 1 và kim ca sĩ. Và ngày hôm nay chúng tôi đang bước quanh ra một cái gian phòng rất là đẹp cùng với anh Minh đi cùng chia sẻ, thì bất chợt chúng tôi gặp gỡ MC ca sĩ Giáng Ngọc cùng với trưởng ban tổ chức là Hoa hậu đương kim Christine Thảo Lâm. Bắt gốc bất ngờ quá, chào Giáng Ngọc. Hôm nay vô đây cái người đầu tiên mà Giáng Ngọc thấy là Thảo Lâm quá là đẹp, rồi đến Đỗ Thanh cũng đẹp nữa. Bởi vậy cho nên Giáng Ngọc biết trước là ngày hôm nay vô đây sẽ toàn là gặp toàn người đẹp không thôi. Giáng Ngọc rất vui để được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả, và hy vọng là với những chia sẻ này thì quý vị mới thấy được là người đàn bà Việt Nam chúng ta đi đâu cũng thấy đẹp hết. Đàn ông chúng tôi cũng đẹp như thường. Thưa quý vị, bộ ba rất thân với nhau, từ trưởng ban tổ chức đương kim Hoa hậu Christine Thảo Lâm, Giáng Ngọc và Đỗ Thanh, thì anh em rất là quý nhau và ngày hôm nay là đến để cùng chung vui với Miss Việt Nam Beauty International Pageant. Cảm nhận của Giáng Ngọc ra sao về người bạn rất là tài giỏi của mình, Hoa hậu Christine Thảo Lâm? Thật sự ra thì Giáng Ngọc đã quen Thảo Lâm rất là lâu rồi, và ngoài đời thì Thảo Lâm là một người có một cái tính tình rất là dễ thương. Nhưng mà nếu mà nói tới vấn đề tài giỏi thì Giáng Ngọc cũng biết là Thảo Lâm rất là giỏi, nhưng mà không ngờ là cái sự tài giỏi đó quá là ngoài sức tưởng tượng của Giáng Ngọc, tức là vượt bậc vô cùng. Bởi vì chỉ có một cái thời gian khá không có dài lắm, rất là ngắn, mà cô đã có được rất nhiều những sự thành công từ sắc đẹp tới công việc của mình. Đó là một điều mà Giáng Ngọc cảm thấy rất là mừng cho cô em gái này. Thảo Lâm ơi, đôi lời với tất cả các bạn hữu đến để cùng chung vui với em, trưởng ban tổ chức của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty International Pageant. Dạ, trước khi cho em gửi lời cảm ơn anh Thâm, sự hỗ trợ của anh Thâm để giúp cho em có được ngày hôm nay, em cảm ơn chị Giáng Ngọc đã đến đây chung vui với em, và cảm ơn đến các bạn đã hiện diện có mặt trong buổi tối đêm nay. Cảm ơn hai người đẹp rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị cùng dạo bước quanh gian phòng. Chúng tôi gặp thấy có chủ nhân của tiệm vàng Mai Ly cũng đến đây để cùng chung vui với cuộc đăng quang Hoa hậu. Mời anh chị chủ nhân của tiệm vàng Mai Ly về đây ạ. Vâng, trước hết thì đây cũng là một niềm vui, anh em nghệ sĩ chào mừng anh chị đến chung vui. Mời anh Minh vào đây, mời cháu nữa. Vâng, chị Mai Ly ơi, cảm nhận của chị ra sao khi tất cả những người đẹp từ khắp mọi nơi về trong cuộc đăng quang Hoa hậu tại Royal, một nhà hàng sang trọng tại Nam California thưa chị? Trước hết thì cho Mai Ly xin thân ái kính gửi lời chào quý khán giả đang xem chương trình của Đỗ Thanh. Rất là vinh hạnh đóng góp với lại chương trình này, là bởi vì được Đỗ Thanh mời đến đây để tham dự. Một cái người trẻ giống Đỗ Thanh, tuy rằng tuổi trẻ nhưng mà tài cao,
không làm những chương trình ca nhạc để giữ phong tục tập quán của người Việt Nam mình ở hải ngoại, mà bây giờ còn làm thêm tất cả một cái vẻ đẹp của người Việt Nam mình trên toàn thế giới nữa. Chị Miley rất là vinh hạnh, nhưng mà hy vọng là nhiều lần tới được tham gia và tham dự chương trình này. Cảm ơn anh chị nhiều lắm, và đây cũng là một trong những cửa tiệm về nữ trang thật uy tín của cộng đồng Việt Nam tại miền Nam California. Sắc đẹp thường đi chung với trang sức và chắc chắn sẽ tôn vinh được nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua những bộ trang sức sưu tầm thật độc đáo tại tiệm vàng Miley. Cổng thứ 2 từ cửa trước đi vào của thương xá Phú Lộc Thọ là cửa tiệm màu xanh. Số điện thoại để quý vị ở những nơi xa đang theo dõi chương trình được phủ sóng trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ với Đài Hùng Việt TV mỗi khi về Nam California. Số điện thoại của tiệm vàng Miley là 713-8821, 713-8821. Nếu mà quý vị về miền Nam California, mời quý vị viếng thăm tiệm vàng Miley, cho Miley xin cái cơ hội phục vụ cho quý vị. Và quý vị nói là quý vị xem trên làn sóng của chương trình của Đỗ Thanh thì Miley sẽ bớt thêm tí xíu nữa. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Và bây giờ để chúng tôi mời anh chị chúng tôi vào bàn VIP và sẽ mời quý vị cùng rảo bước để tiếp theo gặp gỡ những tân hoa hậu của cuộc thi năm nay thưa quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, rảo quanh gian phòng hôm nay chúng tôi cần gặp gỡ những anh em nghệ sĩ rất là thân quen. Bên cạnh Đỗ Thanh là MC ca sĩ Ngọc Châu, tiếng hát của Quốc Khánh từ Canada cũng về đây, người MC duyên dáng lần đầu tiên góp mặt trong chương trình của Đỗ Thanh Entertainment, MC ca sĩ Đỗ Tiên Dung và tài tử điện ảnh Đức Tiến. Anh em sẽ có đôi lời để chia sẻ với quý khán thính giả về những công việc rất là cố gắng để có được buổi thành tựu ngày hôm nay. Trước hết Đỗ Thanh xin mời Đỗ Tiên Dung đi ha, mời em. Trước hết Tiên Dung xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình, và kính thưa quý vị, Tiên Dung rất là hân hạnh được đứng ở đây chung với các anh chị em nghệ sĩ của trung tâm Đỗ Thanh cũng như là đương kim hoa hậu chị Xin Thảo Lâm. Thì Tiên Dung rất là hồi hộp tại vì đây là lần đầu tiên mà Tiên Dung được điều hành một cái chương trình lớn như vậy. Thì Tiên Dung mong rằng quý khán giả sẽ đón tiếp và cổ vũ thêm cho em cũng giống như là các anh chị em nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị. Vâng. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, nam ca sĩ Quốc Khánh từ Canada và gia đình cũng đã về và góp một nhạc phẩm trong phần thi áo dạ hội của chương trình, và DVD sẽ đồng loạt phát hành trước lễ Labor Day để quý khán thính giả cùng đón xem. Mời Quốc Khánh có đôi lời. Quốc Khánh xin thân ái kính chào quý vị xem đài. Quốc Khánh rất là được hân hạnh được anh Đỗ Thanh cho diễn một tiết mục rất là đặc sắc trong chương trình phần thi áo dạ hội của các hoa hậu. Và Quốc Thắng xin cảm ơn anh Đỗ Thanh và mong rằng quý vị khán giả cổ vũ và đón nhận Quốc Thắng cũng như tiếp tục cổ vũ trung tâm Đỗ Thanh. Kính thưa quý khán thính giả, trong đêm đăng quang hoa hậu hôm nay không phải chỉ có những người bạn ở gần bên cạnh chúng tôi đáp chuyến bay hơn nửa dòng trái đất, nam ca sĩ Quang Hà cũng sẽ góp mặt trong chương trình hôm nay. Henry Chuk, Linda Trang Đài, Thái Tài và rất đông anh chị em nghệ sĩ sẽ đến trong buổi đăng quang hoa hậu. MC ca sĩ Ngọc Châu đã dần quen với sân khấu của Đỗ Thanh Entertainment. Hãy nghe Ngọc Châu nói về tâm tư của mình là một trong những người dẫn chương trình trực tiếp thâu hình nét đẹp phương Đông vừa qua, thưa quý vị. Và thưa tất cả quý vị đang thấy rằng là trong cái khung cảnh rất là ấm cúng của đêm đăng quang ngôi vị của các hoa hậu, á hậu và tất cả những thí sinh đã đồng hành cùng với lại đêm thi hoa hậu của chúng tôi. Và bên cạnh đó thì cái đêm đại nhạc hội nét đẹp phương Đông thực sự là một đêm mà để tôn vinh nét đẹp của những người phụ nữ, mà chính bản thân chúng ta ai cũng yêu quý hình ảnh của những người mẹ, những người chị và cả những người phụ nữ đã hy sinh rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta. Và ngày hôm nay thì không chỉ có Ngọc Châu mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ của trung tâm Đỗ Thanh và những vị khách VIP của chúng tôi đều có mặt ở đây để một lần nữa chúc mừng cho những thí sinh thực sự xứng đáng đã đạt được những cái ngôi vị cao nhất trong cuộc thi này. Và cũng rất mong rằng là quý vị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong những cái cuộc thi tiếp theo, để hy vọng rằng là chúng tôi sẽ có cái cơ hội được tiếp tục để mà thực hiện cái sứ mệnh đó là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam tại hải ngoại. Cảm ơn MC ca sĩ Ngọc Châu. Tài tử điện ảnh Đức Tiến đã đến với Đỗ Thanh Entertainment từ những ngày đầu tiên khi đặt chân đến Hoa Kỳ. Liên tục anh em đã có trên gần 2 năm hơn làm việc chung với nhau với những album phát hành khắp mọi nơi. Hãy nghe Đức Tiến nói về những cảm nghĩ của mình khi bên cạnh với trên 20 những thí sinh vào vòng chung kết của cuộc thi vừa qua. Trước tiên là cảm ơn anh Đỗ Thanh đã luôn mang đến tiếng với tất cả mọi người và mang cho tiếng cơ hội để được cùng làm việc với những người rất là chuyên nghiệp, những người rất hết lòng với tất cả các chương trình mà Đỗ Thanh tổ chức, và đặc biệt trong lần này với chương trình Nét Đẹp Phương Đông cùng với những tiếng hát tuyệt vời đến từ trung tâm Đỗ Thanh, đó là phần thi Hoa Hậu. Quý vị cũng đã thấy là các bạn thí sinh năm nay rất là giỏi và đều cố gắng hết mình trong tất cả từng tiết mục. Đức Tiến đảm nhận làm phần MC chính trong chương trình này cũng rất là hồi hộp, rất là exciting cùng với các bạn, và các bạn đã hoàn thành rất xuất sắc trong tất cả các phần thi của mình.
Thông qua đó chúng ta thấy được, đúng như anh Đỗ Thanh thường nói, nét đẹp phương Đông là một trong những nét đẹp rất đặc trưng của người Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cũng đã tìm ra được những gương mặt rất xứng đáng cho cuộc thi lần này. Cũng xin chúc mừng tất cả các tân hoa hậu, chúc mừng với trung tâm Đỗ Thanh, các anh chị em nghệ sĩ của Đỗ Thanh, và cũng như chúc mừng đến hoa hậu Rixin Thảo Lâm đã tổ chức rất thành công cuộc thi lần này. Và chúng ta cũng có quyền ước mơ rằng trong thời gian sắp tới chúng ta cùng đón xem những chương trình thật đặc sắc của trung tâm Đỗ Thanh, cũng như cùng đón tiếp theo những cuộc thi hoa hậu sắp tới do chính Đỗ Thanh và hoa hậu Rixin Thảo Lâm tổ chức. Ước mong sao quý vị sẽ luôn yêu mến và ủng hộ anh em chúng tôi ạ. Kính thưa quý khán thính giả, trước khi đặt chân đến kinh đô ánh sáng của Las Vegas trong cuộc thi Hoa hậu năm 2017, vào ngày 26 tháng 11 sắp tới, tại thành phố biển Redondo Beach Performing Arts Center sẽ là đêm thi Hoa hậu và một chương trình đặc sắc mừng xuân mới. Thông tin sẽ được truyền tải trên tất cả các làn sóng của các cơ quan, truyền thông, truyền thanh, truyền hình, báo chí. Kính mời quý vị nhớ đón xem. Và bây giờ, vẫn với không khí thân quen này, kính mời quý vị cùng gặp gỡ ở một góc độ khác trong chương trình đăng quang Hoa hậu tại Royal Restaurant miền Nam California hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh Đỗ Thanh là hoa hậu Ivy Supermodel, một trong những danh hiệu mà làm cho cả khán phòng, quý khán thính giả đều cảm nhận được đó là sự công bằng của ban giám khảo. Cảm nhận của em ra sao và có đôi lời gửi đến quý khán thính giả của đài Hùng Việt TV? Dạ, em kính chào anh Đỗ Thanh, em kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Trước nhất là Ivy rất là cảm ơn đến anh Jackie Tài, designer, and chị Hương, makeup, she always make me pretty. And em cảm ơn đến chị Thảo Lâm, hoa hậu, đương kim hoa hậu Rixin Thảo Lâm đã tổ chức cuộc thi này. Và em rất hãnh diện là cũng rất là happy đã được giải thưởng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em rất vui và em rất mong khán giả ủng hộ Ivy trên con đường nghệ thuật. Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh Đỗ Thanh là một giọng nói rất là ngọt ngào trong các hệ thống phát hình tại Nam California, mà là một gương mặt thân quen lắm. Anh em đã quen biết nhau và rất là thân tình. Hôm nay bảo anh đến đây có đôi lời chia sẻ về sự thành công của đương kim Hoa hậu Thảo Lâm là trưởng ban tổ chức, cũng như cảm nhận của em như thế nào về sắc đẹp Việt tại hải ngoại. Trước tiên thì em xin chào quý khán giả và em xin chào anh Đỗ Thanh. Thì em là Bảo Anh và em đã từng qua thì em cũng đã đeo theo chân các người đẹp, những bông hoa của chị Thảo Lâm. Thì những chị luyện tập và khi mà kết thúc và khi là được đăng hoang các tân hoa hậu thì em cảm thấy cũng rất là vui và đã theo góp chân đến ngày hôm nay. Thì cảm giác của em thì được nhìn ngắm những bông hoa và khi em phỏng vấn các ban giám khảo thì cảm nghĩ đến mức mà khi mà các cô được đạt hoa hậu thì có hài lòng hay không. Thì các ban tổ chức, các ban giám khảo thì nói rằng rất hài lòng và xứng đáng những tân hoa hậu. Và thì em nghĩ rằng các hoa hậu trên nước Cali thì cũng rất là đẹp. Tại vì trên nước Cali thì những cô hoa hậu rất là giỏi và tài năng. Ví dụ như là tất cả những mọi thứ đều phải làm hết tất cả. Cho nên em rất ngưỡng mộ các hoa hậu tại nước Cali. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả và bây giờ kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi và tham dự chia sẻ những khán phòng khác, những hình ảnh của anh em chúng tôi, thưa quý vị. Xin được kính chào quý vị và xin quý vị dành tràng pháo tay thật lớn cho người cùng điều khiển chương trình hôm nay, MC ca sĩ Đỗ Thi Như. Xin chào quý vị và đang theo dõi chương trình lễ đăng quang chủ đề lễ đẹp vân đông. Kính thưa quý vị, trước hết cùng với trưởng ban tổ chức đương kim hoa hậu Rixin Thảo Lâm, Đỗ Thanh xin được thân hoan chân thành tri ân đến với tất cả giới cơ quan truyền thông, truyền thanh, truyền hình, báo chí đã loan tải những thông tin này từ những ngày đầu tiên để khép lại một trang nhật ký thật đẹp trong cuộc thi Miss Việt Nam Beauty International Pageant tại thành phố biển Redondo Beach trong thời gian vừa qua, là nơi hội ngộ của tất cả các thí sinh từ khắp mọi miền đất nước, các quốc gia khác cũng về đây tham dự cuộc thi. Và ngày hôm nay là đêm để cùng chia sẻ niềm vui đó với tân hoa hậu của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty International Pageant. Xin quý vị dành cho tất cả tân hoa hậu chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nha. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương trình đêm nay và kính chúc cho tất cả mọi người sẽ có một đêm thật vui, thật an bình và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả các tân hoa hậu của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty International Pageant. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ca Mỹ Hạ với nhạc phẩm Ô Kìa Đời Bỗng Nhiên Vui. Và bây giờ là những phút quan trọng để tất cả các quan khách dưới cơ quan truyền thông, truyền thanh, truyền hình báo chí sẽ cùng gặp gỡ tân hoa hậu của cuộc thi Miss Vietnam Beauty International Pageant. Và xin quý vị dành ra pháo tay thật lớn để cùng gặp gỡ tân hoa hậu đêm nay.